Hello, chào các bạn và chào các bạn trở lại với Kingdom Mobile Mobile Việt. Trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Violet, một thần rừng trong phiên bản hiện tại, với cái bộ trang phục rất là đẹp và rất là dễ thương, đó là mèo siêu quậy Violet. Một bộ trang phục mà anh em có thể sở hữu trong cái sự kiện vừa qua, đó là vòng quay sinh nhật cái vòng quay hút máu của trò Kingdom Mobile khi mà sinh nhật 1 tuổi và hút máu của nick của bạn Subin là 1.200 con huy đấy. Cũng không rẻ đâu anh em ơi, rất là mắc. Ok. Thường thì các bạn quay cái vòng quay sinh nhật để sở hữu cái bộ trang phục này thì tấp mất 1.200 con huy nhá. Tầm đó, chung chung là tầm đó, trung bình là như vậy. Ok. Và hôm nay đồng thời sẽ trình bày em một cái lối trang bị khá thú vị và khá mạnh của vị tướng Violet, của một game thủ chuyên nghiệp rất nổi tiếng ở Việt Nam trong cái giải đấu AIC vừa qua. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam xếp thứ hạng thứ 2 nhá, chỉ chịu thua gã không nổi SMG thôi. Ok, Mortos. À Thor chứ. Chạy đi bạn ơi. Không chạy kiểu, không chạy thì sát mặt thôi. Ok, đồ của bé Tranh thì mình để bên dưới nhá. Với cái trang bị này thì sẽ không có đồ chí mạng. Chính vậy anh em phải ép ngọc chí mạng cho Violet. Thường thì bằng ngọc thì vẫn như cũ. Ngọc đỏ 1.6% thì lệ chí mạng, ngọc tím 1.6% hút máu, ngọc lục thì không có lý ba xuyên giáp. Rồi ngọc chuẩn cho các tướng xạ thủ luôn. Với cái bảng ngọc này thì anh em không phải lên cái quỷ kiếm nữa. Ok. Còn cái các trang bị có quỷ kiếm thì các bạn dùng cho các bạn không có ngọc hút máu nhé. Thực sự thì từ mức danh kim cương trở lên, việc sử dụng Violet thì đi đấu danh đó là điều không tưởng rồi. Auto bị cấm 100%. Bởi vì nó quá mạnh anh ơi, quá mạnh thì phải bị cấm chứ, nếu không cấm thì ai đánh được đây. Team nào pick được thì tỷ lệ thắng rất là cao. Nhưng mà các bạn yên tâm, số lượng người các bạn vẫn được chơi Violet rất là nhiều. Bởi vì mức danh kim cương chỉ tầm trong trò đứng quân vai thì chỉ có tầm 5% thôi. Đó, 5-10% thôi, kim cương. Không đến 10% thì chắc tầm 5% người chơi đã đạt mức danh kim cương thôi. Còn số người đạt mức danh cao thủ chắc là tầm 2%. Đấy, rất là ít phải không anh em ơi. Thành ra là vẫn số đông các bạn chơi trò Liên Quân vẫn được sử dụng Violet khi đầu danh nhá. Ok. Và một cái lối trang bị hay của một game thủ nổi tiếng thì chúng ta phải lên theo và thử xem nó có bá đạo không nhá. Thì bá đạo hay không thì mình phải test chứ, nếu không test thì biết làm sao bá đạo được. Ok. Và những cái trang bị mình giới thiệu anh em thì anh em phải test xem có hợp mình không. Hợp thì chơi, không hợp thì không chơi. Đấy. Như kiểu hiện tại thì dù bạn bè đua xe, bạn hè không thích thì đua, không thích thì chú đi ra đi, trời ơi. Một phong trào khá hot hiện tại. Ok. Chạy đường nào. Chân đã ngắn thì còn điệu. À không, Yumiya chân cũng khá dài đấy anh em ơi. Hot girl chân dài đấy. Kìa ôi. Đùa. Bạn Ather này hổ báo thật, băng trụ giết gấu tí mình. Rồi, không đủ sát thương kìa. Tưởng phát đấy là chết rồi. Không nổi chí mạng. Chí mạng một phát chứ không chí mạng hai phát. Ok, mình sẽ xử lý con chim này. Ăn con chim cho đỡ buồn nhỉ. Điểm mạnh của cái lối trang bị này đó là anh em có khả năng bắn phần trăm máu rất tốt và tốc đánh cũng rất là nhiều. Thành ra là các cái đòn sát thương tay, đòn đánh thường của anh em sẽ rất là mạnh. Bởi vì đánh thường thì nhanh hơn. Đấy. Lợi thế là như vậy. Nhưng không phải quá phụ thuộc vào cái khả năng lăn lộn của Violet. Chính vậy anh em có thể giữ chiêu lăn lộn để lộn tường rất là tốt nha. Ok, và em chân dài Inuya chắc chắn lên bảng điểm số. Bé Lacrosse nhảy cũng rất là nhanh.
Đó, các bạn có thể thấy đầu trận mặc dù tiến bạn ăn nhiều mạng hơn, nhưng mà thực sự thì Violet quá mạnh. Điều chỉnh mình đánh phụ gà thôi, nhưng mà chất tướng nó rất là mạnh, thành ra là nó bán đạo ấy chứ. Chứ thì... kiểu này thì chắc chắn phiên bản tiếp theo sẽ bị giảm sức mạnh vì tướng Violet nha. Chắc chắn bị giảm nha anh em. Có tin chính thức giảm rồi thì mình đã thông báo anh em rồi. Wow. Rồi, không có chí mạng. Nhưng mà đánh thường thì rất là thốn. Đấy, lợi thế của đồ này là như thế. Mỗi một trang bị thì nó có điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh, điểm yếu nha. Ví dụ đồ này thì em lăn lộn thì bắn sẽ không thấm được bằng đồ trước đâu. Mà đòn đánh tay của anh em thì lại rất là mạnh. Đấy, bắn nhanh hơn, tốc độ bắn thì khá nhanh. Khi mà mình lên cái giày du mục và kiếm kiếm Pali ở đầu game. Ok. Ở lên, nếu mà anh em xác định là lên đồ này thì anh em phải đánh thường bao nhiêu nha. Lăn lộn phát phải đánh thường. Chứ không phải là chỉ mỗi lăn lộn trong bắn xong lại chạy ra đợi đau nâng. Đợi có chiều một thì lại lăn lộn lại bắn. Thế thì lại rất là yếu nhá. Mỗi một trang bị thì các bạn phải có một cách đánh riêng. Đó. Ok, bị choáng luôn kìa. Ôi. Ôi, choáng. Đứng im anh em, đứng im tầm 3 giây. Rất may đồng đội đến hỗ trợ rất là kịp thời. Rồi, món to đại ca, Thor đại ca. Chạy đường nào. Ok, bắn thường liên tục nha. Đây là cái sức mạnh của cái trang bị kiểu này. À, đồ bé tranh thì có một điểm chú ý nhá. Thì lúc đầu ở cái slot thứ 3 thì anh em sẽ lên cái slot thứ 4 chứ, kể cả giày là slot thứ 4. Thì anh em sẽ lên cái món đồ đó là tương xin phá. Đấy. Thì sau khi hết game thì anh em sẽ bán full đồ hết tất cả thứ thôi. Anh em bán đi và anh em sẽ lên cái liềm lớn mạnh nhá. Đấy, có điểm đặc biệt là như vậy. Bởi vì lúc đầu anh em không nên thương xin phá mà anh em lên thẳng cái liềm lớn mạnh thì rất là yếu. Chứ toàn đồ đánh phần trăm máu mà không có chuyên gia thì rất là yếu nha. Ở đây các bạn phải chú ý theo dõi clip chi tiết chứ không tua. Các bạn tua thì sẽ không hiểu được cái chỗ mấu chốt của việc lên đồ đâu. Ok, nhầm, không phải lên thanh kiếm mà lên kiếm Muramasa. Bé tranh không nên đồ chí mạng nha, chỉ ép ngọc chí mạng thôi. Mình cảm thấy đồ này đánh thường rất là phê. Rất là thốn này, đó. Anh nội và anh em cứ áp sát đánh thường rồi. Sau khi anh nội, anh em được tăng tốc chạy mà. Và anh em có thể áp sát đánh thường rất là dễ. Anh em có thể thấy không? Bắn rất là thấm. Đoàn đánh thường bắn rất là phê. Phịch lên bảng luôn. Rồi. Chạy. Chạy đường nào rồi. Khỏe thế nhỉ. Rồi hơn gió. Rồi. Mò tót à thò chứ ui. Ui thôi. May thế anh em ơi. Díu lên bảng điểm số rồi. Có thể chiều cuối của có con tướng à thò này đánh rất là thấm. Ok, đồ cuối bên trong mọi khi mình hay lên nhé, đó là phước hợp kiếm. Thường thì nếu mà đánh theo đồ cũ của mình ấy thì không nên phước hợp kiếm ở vị trí cuối đâu. Thường thì mình nên lên ở vị trí thứ 4 hoặc là thứ 5 thôi. Ok. Đó. Điểm mạnh bắn rất là nhanh. Sát thương tay rất là vô cùng dồi dào. Như vậy thì cái trang bị này thì đầu game và giữ game sẽ rất là mạnh. Và cuối game cũng khá là mạnh.
cuối game thì thua cái đồ có chí mạng thôi. Nhưng mà mọi người đánh vài nét thì cái thường có thói quen là thích cái một lộn một một kiểu là một lộn gần chết tướng địch ý. Thì cái đồ này thì nó không được như thế bởi vì không có chí mạng. Chí mạng rất là ít, nổ chí mạng mới thấm cơ, không nổ thì rất là khó, rất là bình thường thôi. Đồ này mạnh ở cái đòn đánh tay mà anh em ơi. Ok, bắn 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 rồi. Bắn bắn. Ồ, bắn trúng lính em ơi. Tớ buồn quá đi mà. À, bắn rất nhanh và bắn rất là phê. À, đúng là đồ của game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng của khác anh em ơi, rất là mạnh. Nhưng mà các bạn phải biết cách đánh cái đồ này cơ. Đồ này khác đánh cách đánh cũ. Rồi, trụ này. Quá mạnh rồi anh em, cộng thêm với ây. Đó, đồ cũ là một phát là mình phát đấy là mình có thể tiêu diệt được Illumia đấy. Nhưng mà đồ này thì không thể một gọi là một nội chết tướng địch được. Ok, nay thì bắn này. Ôi, bị tê tái chết rồi. Bó hen. Ok, và hiện tại thì mình đã đủ tiền để mua cái rồi đâu rồi, liên đoàn bệnh. Ok, với trang bị này thì khả năng solo của anh em với các tướng xạ thủ khác là vô cùng tốt, solo tay đôi ý. Chứ không phụ thuộc quá, phụ thuộc vào cái khả năng lan nộn thôi, lan nộn cấu gì ở đâu, ám sát cũng đánh rất là tốt. Ok thì hiện tại thì team mình đang phá lát trụ rồi. Mình đến nhưng không góp vui nhưng mà không kịp. Và video clip mình hướng dẫn giới thiệu anh em cái lối trang bị của game thủ chuyên nghiệp mà chơi Valet như thế hết. Xin chào các bạn và chúc các bạn chơi vị tướng này thật là tốt nhá. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.